Hello, rất vui được gặp lại các anh chị và các bạn đã quay trở lại trong video ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì bên em sẽ lên giới thiệu cho các chị và các bạn một sản phẩm, một siêu phẩm về cái dòng camera mini siêu nhỏ ngụy trang vào đồ vật các chị nhá. Trên màn hình của chị là cái mẫu sản phẩm camera mini siêu nhỏ được ngụy trang vào trong chiếc quạt cây. Đấy, như trên màn hình các chị nhá. Sản phẩm này bên em nhận độ chế theo yêu cầu. Và trong cái mùa hè nóng bức như này thì các anh chị mua sản phẩm này về quá là hợp lý đúng không? Vừa được quạt mát, vừa có thể là theo dõi giám sát nơi mà các anh chị muốn lắp đặt sử dụng sản phẩm này. Anh chị có thể lắp đặt trong nhà để tiện theo dõi giờ giấc học tập của con cái, hoặc có thể lắp đặt ở công ty, văn phòng làm việc, cửa hàng của mình để tiện theo dõi công nhân viên làm việc. Đấy, quá là kín đáo an toàn các chị nhá. Đấy, bởi vì cái quạt này nó hơi cao cho nên là em để cái camera này hơi xa cho nên là nhiều anh chị nhìn không rõ đúng không? Đấy, trước khi đi vào giới thiệu chi tiết sản phẩm cho các chị thì em sẽ giới thiệu. Đấy, em sẽ quay lại gần cho anh chị để các chị có thể nhìn rõ hơn cái chị này. Thì đây là cái sản phẩm đặt theo yêu cầu. Mẫu sản phẩm cái quạt này là cái quạt Vinawin đấy của Điện Cơ Thống Nhất các anh chị nhá. Với nhãn hàng này thì quá là thương hiệu rồi. Các chị mua sản phẩm này thì biết về chất lượng sản phẩm quá là chắc chắn, ok các chị nhá. Đây là cái quạt điều khiển tự động các chị ạ. Đấy, sử dụng rất là tiện lợi các chị nhá. Đấy, còn cái vị trí mắt camera thì bên em ngụy trang độ chế ở đây cái chị này. Đấy, đây là cái vị trí mắt camera. Đấy, còn hệ thống điều khiển của camera thì bên em ngụy trang giấu kín vào bên trong này rồi các anh chị ạ. Đấy, vị trí này là tốt nhất các anh chị nhá, có thể là bao quát được toàn cảnh xung quanh. Đấy, anh chị chỉ cần lắp đặt cái camera này ở một góc trong phòng. Đấy, thì ngay lập tức cái phòng của mình có thể là theo dõi giám sát được ngay lập tức các anh chị nhá. Đấy, vị trí này trước khi lắp đặt vào đây thì bên em đã tìm hiểu và nghiên cứu thì cái vị trí này là tốt nhất các anh chị này. Đấy, ví dụ nhiều anh chị muốn lắp đặt ở trên đây cũng được, nhưng mà khi các anh chị lắp đặt sử dụng thì nó sẽ bị che khuất tầm nhìn bởi cái lồng quạt các anh chị nhá. Đấy, cái lồng quạt đây các anh chị này. Đấy, khi anh chị muốn lắp đặt lên trên thì cái lồng quạt này nó sẽ che thì cái mắt cam này, cho nên là các anh chị nhìn nó không được rộng các chị nhá. Còn lắp ở dưới đây thì nó lại không bao quát được lên trên, cho nên là ở cái vị trí này là hợp lý nhất các chị ạ. Đấy, còn hệ thống điều khiển của camera thì bên em ở cái mặt sau đây anh chị này. Ở đây nó sẽ có một cái nút công tắc nguồn. Đấy, gạt lên trên là khởi động và gạt xuống dưới là tắt nguồn các chị này. Đấy, bên đây là cái nút reset camera các chị nhá. Ở đây bên em sẽ đặt sẵn theo chế độ mở cho anh chị, tức là gạt lên on cho các anh chị sẵn rồi này. Và thẻ nhớ thậm chí bên em cũng đã lắp sẵn vào bên trong cho các anh chị. Khi các anh chị đặt hàng mua sản phẩm bên em thì sẽ được tặng kèm cho các anh chị một cái thẻ nhớ 128GB các anh chị nhá. Đấy, và ngay sau đây thì em sẽ test cho các anh chị xem chất lượng hình ảnh sản phẩm này như thế nào. Đây các chị này. Đấy, thì trước khi đi vào test chất lượng hình ảnh của cái camera thì em sẽ test cho anh chị cái chất lượng của cái quạt này các anh chị nhá. Đấy, cái quạt này là cái quạt điều khiển này. Đây là cái điều khiển của cái quạt các anh chị nhá. Rất là đơn giản, nó sẽ bao gồm 5 nút như này, hoàn toàn bằng tiếng Việt các anh chị này. Đấy, muốn sử dụng chức năng nào thì các anh chị ấn vào đây này, tắt bật này. Đấy, tăng tốc độ này. Đấy, chuyển hướng đầy đủ hết đây các anh chị nhá. Đấy, muốn bật lên thì các anh chị chỉ cần ấn vào đây. Đấy là bật lên này. Còn tắt đi thì các anh chị ấn vào đây. Đấy, bật lên này. Đấy, chuyển hướng này, quạt quay này, các anh chị theo ạ. Đấy, rất là ok đúng không? Rất là đơn giản, rất dễ sử dụng. Đây em sẽ tắt đi. Và cái chức năng chính mà hôm nay bên em muốn giới thiệu cho các chị ở đây là chức năng của cái camera ở đây. Đấy, khi các chị muốn sử dụng camera thì đơn giản các chị chỉ cần tải cho em một cái phần mềm ứng dụng ở đây cái gì này. Đấy, phần mềm lúc cam các chị nhá. Đấy, đây là cái phần mềm ứng dụng các chị này. Đấy, bên em đã tải sẵn về rồi. Thì những anh chị nào mà chưa tải thì anh chị sẽ vào kho ứng dụng tải phần mềm này, LOOKCAMber các chị nhá. Đấy, nguồn bên em đã khởi sẵn này, khởi động sẵn cho các anh chị rồi. Và phần mềm đã tải về thì các chị chỉ cần vào cái phần cài đặt ở trong điện thoại đây này. Đấy, các chị vào cài đặt trong điện thoại nhá. Sau đó thì ấn vào cái phần wifi đây cho em. Đấy, ấn tiếp tục vào cái mã wifi của cái camera đây nó phát ra các chị này. Đấy, rất là đơn giản các chị nhá. Như thế này. Đấy, khi các anh chị ấn vào và đợi kết nối, khi nó kết nối xong nó sẽ có dấu tích ở bên cạnh đây các chị này. Đấy, như thế này là ok. Sau đó các anh chị sẽ thoát về màn hình chính cho em này, vào phần mềm ứng dụng nút cam các chị nhá. Đấy, vào phần mềm ứng dụng thì các anh chị chỉ cần ấn chọn cho em cái dòng chữ cancel ở đây. Đấy, tiếp tục ấn chọn cho em dòng chữ ok ở đây. Đấy, device online ở trên đây các chị nhá. Đấy, anh chị ấn dòng chữ màu xanh ở trên này. Đấy, ngay lập tức các anh chị ấn chọn cho em dòng chữ cancel tiếp này. Đấy, như thế này là camera với điện thoại của mình đã kết nối được với nhau các chị theo. Đấy, hình ảnh đây các chị nhá. Đấy, bởi vì cái quạt nó ở hơi xa cho nên là các anh chị chịu khó nhìn xa này, hình ảnh các chị theo. Đây, chân em đưa đi đưa lại các chị theo. Đấy, rất là chuẩn chỉnh này. Đấy, không hề bị trễ, bị giật bất cứ một giây nào các anh chị nhá. Ok chưa? Đấy, ở đây các anh chị có thể là tăng giảm ánh sáng này. Đấy, hoặc là tăng giảm độ phân giải màu sắc ở đây các chị này. Đấy, chế độ quay đêm, ấn vào đây thì nó chuyển sang chế độ quay đêm anh chị theo. Màu sắc đen trắng các chị nhá. Đầy đủ hết cả tất cả các chức năng thông minh cho các chị này. Đấy, tắt đi thì nó lại trở về trạng thái quay với chất lượng màu sắc bình thường đúng không? Đấy, và độ phân giải hình ảnh ở đây 1080 đang là thấp nhất đúng không? Anh chị có thể tăng lên 2K hoặc là 4K. Đấy, tùy do nhu cầu sử dụng của mình các chị nhá. Và khi mình sử dụng thì anh chị có thể là phóng to thu nhỏ này. Anh chị theo. Đây này, phóng to thu nhỏ này anh chị theo. Đây. Anh chị thấy này. Đấy, chân em đưa đi đưa lại đây anh chị nhá. Đây.
Ok chưa? Đấy, đây này, em đưa ra chính giữa màn hình đây cho các chị nhìn này. Đấy, đưa đi đưa lại chân anh chị theo. Đấy, không hề bị trễ, bị giật bất cứ dây nào. Màu sắc thì rất chuẩn chỉnh này. Đây này, ngày tháng năm giờ phút giây nó sẽ hiển thị và nó sẽ lưu ở trên đây cho các anh chị nhá. Đấy, muốn chụp ảnh quay phim thì các chị ấn vào đây này, máy chụp ảnh đây các chị nhá. Đấy, ấn vào đây thì sẽ chụp ảnh này. Đấy, nó sẽ tự động chụp và lưu lại cho các anh chị nhá. Đấy, chụp ảnh thấy chưa? Ok chưa? Đấy, còn quay video thì anh chị sẽ ấn vào đây này. Đây, quay video này. Đấy, em sẽ tắt đi đã. Giảm loa. Đây, để quay video có đầy đủ âm thanh hình ảnh thì anh chị sẽ bật mic, bật loa ở đây lên này. Đấy, để nó quay video có âm thanh hình ảnh đầy đủ anh chị nhá. Đây, bắt đầu em quay này. Đây, các chị nhìn thấy không? Đây, chân em đưa đi đưa lại đây ạ. Các chị nhìn rõ không ạ? Đấy, rất là chuẩn luôn này, không bị trễ, bị giật bất cứ một giây nào. Và góc quay, đặc biệt cái sản phẩm này anh chị thấy không, góc quay của nó rất là rộng các chị nhá. Đấy, 170 độ có thể là bao quát được toàn cảnh xung quanh. Đây này, em sẽ dừng video và em sẽ mở lại video cho các chị xem lại nhá. Đấy, chị muốn xem lại video thì anh chị quay trở về phần mềm ứng dụng này. Đấy, sau đó thì mình sẽ ấn vào cái dòng chữ photo ở đây các chị này. Đấy, vào phần photo ở đây nó có video, có ảnh để các chị xem này. Đấy nhá, ảnh mình vừa chụp vừa quay đây các chị này. Đấy, thời gian nó sẽ lưu vào đây cho các chị đây. Ngày tháng năm giờ phút giây đầy đủ đây nhá. Video đây. Đấy, vừa quay đây, mở lên cho các chị xem này. Đây chị theo. Đấy. Quay video có đầy đủ âm thanh hình ảnh rất là ok và rất là tiện lợi đúng không? Độ phân giải sắc nét full 4K. Góc quay của nó thì rộng 170 độ cho nên anh chị hoàn toàn yên tâm về sản phẩm này các chị nhá. Đây này, em đã hướng dẫn cho các anh chị cách thức cài đặt kết nối camera với điện thoại nhưng đang ở cái mức độ gần. Đấy, còn đối với anh chị nào mà muốn xem trực tiếp trên điện thoại từ xa thì mình sẽ làm thêm một bước nữa. Thì các anh chị sẽ quay về phần mềm ứng dụng nút cam ở đây này. Đấy, sau đó chọn cái biểu tượng bánh răng ở trên đây các chị nhá. Đây này, cái biểu tượng bánh răng ở đây, sau đó chọn cho em cái dòng thứ ba từ dưới lên đây này. Đấy, 1 2 3 device setting ở đây các chị nhá. Ấn vào đây thì các anh chị thấy không, nó có các cái biểu tượng tương ứng với các chức năng để các anh chị sử dụng cài đặt ở đây các chị này. Đấy, thứ nhất là biểu tượng hình cái chuông ở đây này. Đấy, anh chị nào muốn cài đặt chức năng cảnh báo chuyển động thì mình sẽ ấn vào đây, thì khi có người xuất hiện trước camera này thì ngay lập tức nó sẽ gửi tin nhắn vào trong điện thoại báo cho anh chị biết rằng là trước camera này đã có người xuất hiện, đúng không? Rất là thông minh tiện lợi, thay vì các anh chị phải ngồi đấy theo dõi từng giờ từng phút xem lúc nào có người xuất hiện để các anh chị thu thập các thông tin bằng chứng, thì các anh chị chỉ cần bật chức năng này lên thì khi nào có người thì nó sẽ ngay lập tức gửi tin nhắn vào trong điện thoại để các anh chị có thể là vào xem, đúng không? Đấy, còn thay đổi mật khẩu camera thì các anh chị ấn vào đây. Đấy, dòng đầu tiên sẽ là mật khẩu cũ mặc định từ 1 đến 6 này. Hai dòng dưới thì các anh chị sẽ nhập mật khẩu mới của mình vào, sau đó ấn chọn ok là được các anh chị nhá. Đấy, tiếp theo là cài đặt thẻ nhớ. Thì chỉ cần gạt ở đây có cái nút nào, các anh chị cứ gạt hết các cái nút đấy lên màu xanh này, sau đó chọn thời gian ở đây. Đây này, cái thời gian đấy nhá. 5 phút đây này, 1 phút, 3 phút hoặc 5 phút hoặc 30 phút cắt ra thành một file cho các anh chị, thì các anh chị lựa chọn thời gian tùy do nhu cầu sử dụng của mình là ok các anh chị nhá. Đấy, còn muốn xem trực tiếp trên điện thoại từ xa thì sẽ ấn vào biểu tượng cái cột sóng wifi đây nhá. Đấy, khi ấn vào thì nó sẽ xuất hiện các cái tên mạng wifi đang phát xung quanh cái camera này. Các anh chị chỉ cần chọn tên mạng wifi nhà mình, nhập mật khẩu vào. Đây, ví dụ nhà mạng wifi nhà em đây nhá. Các anh chị chỉ cần nhập mật khẩu vào đây, sau đó ấn chọn ok và thoát ra màn hình. Đợi khoảng 2 đến 3 phút sau các anh chị vào lại là có thể là kết nối xem được trực tiếp trên điện thoại từ xa không giới hạn khoảng cách các anh chị nhá. Đấy, rất là đơn giản như thế thôi. Với một cái mùa hè nóng bức như thế này thì các anh chị mua một cái quạt về để giải nhiệt cho mùa hè, cũng như là đồng thời làm một cái camera được ngụy trang giấu kín để các anh chị có thể là thu thập các thông tin tài liệu, các bằng chứng chứng cứ. Đấy, thì hết sức là tiện lợi, quá là hợp lý, không ai có thể là nghi ngờ cũng như là phát hiện ra, đúng không ạ? Đấy, thì những anh chị nào mà đang theo dõi video này thì các anh chị hãy cho em một like, một chia sẻ, cũng như anh chị hãy đăng ký theo dõi kênh bên em để hàng ngày sẽ là người sớm nhất nhận được những cái video mới nhất giới thiệu đến các anh chị những cái sản phẩm tốt nhất trên thị trường hiện nay các anh chị nhá. Hẹn các anh chị và các bạn vào video tiếp theo.